Với chất lượng hình ảnh đạt độ phân giải 720 HD 720 thì nó cũng tương đối là đẹp so với những cái camera quan sát hiện nay. Tuy nhiên không phải là sắc nét lắm. Nếu mà xét về đúng cái chuẩn phim 720 thì nó hầu như không đạt được cái chất lượng đó. Tuy nhiên so với camera quan sát thì nó đã rất là quá ổn rồi. Và đặc biệt là chúng ta có thể zoom zoom ngay trên phần mềm này, một tính năng rất là hữu ích. Đây, chúng ta có thể zoom luôn. Và chúng ta có thể bấm giữ vô cái nút này để chúng ta nó. Nên hai cái máy nó sẽ tạo ra cái tiếng vang, tiếng vọng gì khó nghe. Thì chúng ta ở xa thì cái chức năng này rất là hữu ích. Và chúng ta có thể dùng các em trong người già chẳng hạn, chúng ta có thể trao đổi trực tiếp với cái người đang đứng trước camera. Và chúng ta có thể chụp ảnh để chúng ta chia sẻ trực tiếp qua mạng xã hội. Ngoài ra chúng ta có thể lưu lại được những cái đoạn phim này, chúng ta sẽ xem lại chức năng chính của camera thì chúng ta có thể vẫn xem được những cái khi mà nó đã lưu trong thẻ. Bây giờ chúng ta sẽ tắt hết đèn để chúng ta thấy cái khả năng làm việc ban đêm của nó. Trong đêm thì các bạn thấy là từ từ nó sẽ sáng lên, nó sẽ nhận diện mọi thứ từ từ, nó sẽ sáng, nó rõ lại. Thực ra thì cái màn ảnh điện thoại mình đã thấy là rõ rồi, nhưng mà do cái máy quay phim như chế độ mình chỉnh nó chưa được ok lắm nên bạn thấy nó hơi mờ mờ. Điện thoại chúng ta đang mình đang nhìn rất là rõ, mình chỉnh nó lên một sáng lên xíu để như các bạn thấy. Là trong đêm chúng ta vẫn có thể nhìn rõ được những vật nhưng mà chỉ với chất lượng hình ảnh đen trắng mà thôi. Cái phần giới thiệu sơ lược về chiếc camera quan sát gì mà Xiaomi gọi là Smart Camera với nhiều tính năng tiện ích mà các bạn có thể từ từ khám phá trong một cái mức giá tương đối là khá là dễ chịu so với những cái camera hiện nay, những camera chuyên dụng hiện nay. Và cái đặc biệt là chúng ta có dễ cài đặt linh động và chúng ta sẽ lắp được nhiều nơi rất là nhanh chóng mà chúng ta không cần phải nhờ các chuyên viên kỹ thuật như là chúng ta lắp những cái camera chuyên dụng để quan sát khác. Chúng ta có thể tự làm từ A đến Z hết và rất là nhiều tính năng hay ho mà chúng ta có thể tự khám phá. Cái phần giới thiệu chiếc camera này đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của đồ chơi di động.com.